Đọ giá trị váy áo sao Cbiz đen Baza, Triệu Lệ Dĩnh gần 5 tỷ, Dương Tử cộng hết vẫn chưa tới 100 triệu. Tối ngày 30 tháng 5 vừa qua, sự kiện Baza đã thu hút được sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng Hoa ngữ. Bên cạnh việc soi nhan sắc thật, người ta còn để ý đến phục trang mà dàn mỹ nhân mặc trên thảm đỏ. Trong khi Triệu Lệ Dĩnh diện xương xương gần 5 tỷ, thì Dương Tử lại mua hàng may sẵn với giá chưa tới 90 triệu đồng. Mọi người hãy cùng xem giá trị bộ váy mà dàn sao nữ khác mặc là bao nhiêu nhé. Triệu Lệ Dĩnh. Triệu Lệ Dĩnh đã có màn khoe sắc cực kỳ ngoạn mục trong sự kiện đêm ngày 30 tháng 5. Với bộ váy cao cấp nằm trong bộ sưu tập xuân hè 2023 của một thương hiệu đình đám, Triệu Lệ Dĩnh đã chứng minh được sự thăng hạng trong tài nguyên thời trang của mình. Để sở hữu một chiếc váy như người đẹp họ Triệu, bạn phải có ngân sách ít nhất là 1,5 tỷ đồng. Chẳng những thế, bộ trang sức mà mỹ nhân gió thổi bán hạ đeo cũng có giá lên đến 3,3 tỷ đồng đó. Đường Yên. Dù sự nghiệp và địa vị tụt dốc sau khi kết hôn, nhưng Đường Yên vẫn là cái tên được nhiều thương hiệu coi trọng. Bằng chứng là cô diện chiếc váy cao cấp nằm trong bộ sưu tập xuân hè 2023 của một nhãn hàng đình đám thế giới. Tuy diện váy có giá hàng tỷ đồng, nhưng Đường Yên lại không được fan thời trang đánh giá cao, bởi cô đã chỉnh sửa quá nhiều, biến bộ váy lộng lẫy như nữ hoàng thành đồ công chúa tầm thường. Địch Lệ Nhiệt Ba. Thảm đỏ lần này, Địch Lệ Nhiệt Ba bị đánh giá là hụt hơi hơn dàn đàn chị hậu 85 một chút, bởi đồ cô mặc dù cũng là hàng may đo cao cấp nhưng lại là mẫu của năm ngoái. Dẫu vậy, công chúng vẫn dành nhiều lời khen cho Địch Lệ Nhiệt Ba vì dám đột phá bản thân. Cô giữ nguyên kiểu dáng cắt xẻ táo bạo của bộ váy để làm nổi bật đường cong quyến rũ. Ngoài diện váy đắt tiền, mỹ nhân Tân Cương còn tôn gót sen bằng đôi giày 50 triệu nữa cơ. Angela Baby. Được ca tụng là nữ thần bất bại trên thảm đỏ, thêm một lần nữa Angela Baby đã chứng minh được đẳng cấp của mình. Diện bộ váy có giá lên đến tỷ đồng với những đường cắt táo bạo, Angela Baby trông vẫn rất thanh lịch và đài các, khiến người ta phải ngẩn ngơ. Chẳng những thế, ảnh chụp không Photoshop của cô cũng được đánh giá là xuất sắc nhất trong sự kiện năm nay đó. Tống Thiến. Dù khoảnh khắc khoe sắc thảm đỏ không quá nổi bật, nhưng Tống Thiến cũng chẳng hề kém cạnh. Theo thông tin mà người hâm mộ chia sẻ, bộ váy hồng cô diện lần này cũng là mẫu thiết kế cao cấp thuộc bộ sưu tập thu đông 2023 đó. Vì quá nể nang Tống Thiến mà người ta đã cho cô diện trước khi ra mắt chính thức, thế nên giá trị của nó cũng chẳng thua bốn người đẹp ở trên là mấy đâu. Dương Tử. Dương Tử là cái tên khiến công chúng thất vọng nhất năm nay. Khi đoàn đội Dương Tử đăng ảnh tạo hình, ai cũng khen ngợi cô hết lời vì sự lên hương nhan sắc lẫn khí chất. Kết quả, vừa lộ diện trên thảm đỏ, cô đã khiến mọi người phải thất vọng tràn trề vì quá khác. Từ trang điểm phèn cho đến cách phối đồ lạc quẻ đều dìm ngôi sao trầm vụn hương phai thê thảm. Không chỉ thế, người ta còn phát hiện bộ váy Dương Tử mặc chỉ là hàng bình thường, giá bán trên mạng là 86 triệu đồng. Có thể thấy, đẳng cấp váy áo của dàn mỹ nhân Hoa ngữ đều đang tăng cao theo từng ngày. Thế nên, đa phần họ đều diện trang phục may đo cao cấp mẫu mới nhất có giá hàng tỷ đồng. Mỗi Dương Tử dù được xếp vào hàng lưu lượng top đầu nhưng lại thua chị kém em về mọi mặt.